Hà Bắc thêm một đợt lũ lụt và mưa đá, thảm họa trở nên tồi tệ hơn. Cảnh báo mưa lớn tại 10 tỉnh Trung Quốc. Một số thành phố đã trải qua tình trạng đường phố bị bao phủ bởi nước. Cảnh tượng kinh hoàng về cơn bão dữ dội ở Mallorca, Tây Ban Nha ngày 27 tháng 8. Lở đá kinh hoàng ở Saint Andrew, Pháp ngày 27 tháng 8. Xét đánh tạo thành hàng rào lửa tại Đức ngày 25 tháng 8. Đặng Hiểu xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Điểm Nóng, cập nhật tình hình thiên tai nhân họa trên toàn thế giới của DBC. Thưa quý vị, kể từ cuối tháng 7, ở miền Bắc Trung Quốc liên tục xảy ra những trận mưa xối xả. Để bảo vệ Bắc Kinh và Hồng An, chính quyền đã xả lũ mà không báo trước, khiến nhiều nơi ở Hà Bắc bị ngập và thiệt hại nặng nề. Hiện tại, lũ lụt vẫn đang hoành hành ở Hà Bắc. Hãy xem bản tin tức nhanh về Trung Quốc cùng một số cập nhật tình hình thiên tai trên toàn thế giới trong ngày hôm nay. Hà Bắc thêm một đợt lũ lụt và mưa đá, thảm họa trở nên tồi tệ hơn. Thưa quý vị, vào ngày 23 tháng 8, huyện Lai Thủy, Bảo Định, Hà Bắc lại hứng chịu một trận lũ lụt khác. Vào tối ngày 23, mưa lớn bất ngờ đổ xuống Hình Đài, Hà Bắc gây ngập úng nghiêm trọng, nước bao phủ khu đô thị. Cảnh báo mưa lớn tại 10 tỉnh của Trung Quốc. Theo NTD đưa tin, sau những trận mưa lớn và lũ lụt ở Bắc Kinh, Hà Bắc và các nơi khác, mới đây, 10 tỉnh, thành phố ở Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo phòng chống lũ lụt. Có video cho thấy nhiều nơi ở Chiết Giang bị ngập do mưa, đường phố biến thành sông, nhiều ô tô bị nước lũ cuốn trôi. Có hình ảnh cho thấy một số người đang lội qua đường trong tình trạng bị ngập đến thắt lưng. Sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi, lũ quét ập vào nhà dân. Cảnh tượng kinh hoàng về cơn bão dữ dội ở Mallorca, Tây Ban Nha ngày 27 tháng 8. Chủ nhật ngày 27 tháng 8, cơn bão dữ dội tấn công Mallorca, Tây Ban Nha kèm theo mưa và gió giật mạnh. Những cây cọ bị đổ và các tấm như biển quảng cáo tấn công khu nghỉ dưỡng. Những người lái xe ô tô cũng phải vật lộn để di chuyển trên những con đường ngập nước. Một video được chia sẻ cho thấy cảnh khách du lịch chạy tìm nơi trú ẩn trong khi những chiếc ghế tắm nắng bị gió hất ngổn ngang giữa hồ bơi. Truyền thông địa phương đưa tin đã xảy ra hơn 80 sự cố liên quan đến lũ lụt trên đảo trong vỏn vẹn một giờ. Mọi người đều không dám ra ngoài vì sợ bị thương. Nhiều gia đình cũng mô tả con cái họ sợ sét, trong khi những gia đình khác cho biết họ chưa bao giờ thấy mưa lớn như vậy. Vào ngày 27, các nhà dự báo thời tiết đã đưa ra cảnh báo rằng cơn bão không có dấu hiệu dừng lại sớm.
Lở đá kinh hoàng ở St. Andrew Park ngày 27 tháng 8. Vào Chủ nhật ngày 27 tháng 8, một vụ lở đá rộng 700 mét khối đã xảy ra tại St. Andrew. Đường cao tốc A43 đã bị cấm lưu thông cho đến khi có thông báo mới. Tất cả các chuyến tàu giữa Pháp và Ý sẽ bị hủy ít nhất đến ngày 30 tháng 8 mới lại được mở lại. Đường dây và đường cao tốc bị hư hỏng. Sét đánh tạo thành hàng rào lửa tại Đức ngày 25 tháng 8. Thưa quý vị, vào ngày 25 tháng 8, một tia sét dữ dội đánh vào hàng rào điện chỉ cách một trang trại ngựa 75m. Hình ảnh ghi nhận được từ camera cho thấy đám ngựa hoảng hốt chạy tán loạn. Thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục điểm nóng của DBC. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.